À, qua là bị bệnh lúc anh bị không? À, cái này lúc sáng sớm máy nguội thì lổ nó rung lắc. Rung lắc đúng không anh? Và nếu mà mình cố tình đi ngay thì nó sẽ bỏ máy. Còn nếu mà mình đợi nó 15 phút sau nó nóng máy lên rồi, bắt đầu mình đi tắt đi và mình bật lại thì mới đi được. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Rồi, xin chào các bác nhá. Hôm nay vẫn là chuyên mục sửa xe. Thì em đang quay trên con mèo C250. Chung con này bên trong cũng chẳng có gì. Chủ xe có độ vài món đèn, đèn để chân, nhưng mà đèn này em nghĩ là đèn không có, đèn chợ thôi chứ không phải loại nào cao siêu lắm. Nhưng mà anh chủ là ở đây với cái mục đích này. Anh Phùng Anh Tuấn à? Phùng Anh Tuấn là kiểm tra máy rung giật nhá. Thì em xin phép share thông tin khách hàng đi. Tại vì cái này là cái cá nhân của khách hàng, em không đăng lên mạng này gì cả. Thì vào xe vào cái tình trạng cũng y như này. Đèn đồng hồ táp lô là không hiện một cái lỗi gì cả. Nhưng mà anh ấy báo với em một tình trạng là con này của anh ấy cứ sáng ra, nổ máy lên là kiểu gì cũng rung giật tầm 5-10 phút, xong rồi tắt đi lổ lại thì mới hết. Rồi thì cái đấy tí em sẽ quay lại, em hỏi khách hàng xem quay này, em sẽ quay lại cho người xem để mọi người tham khảo. Còn bây giờ đi nóng lên như này nhá, tại vì anh đi từ nhà nên đến sửa em thì đã nóng rồi, thì mọi thứ đều rất là ngọt ngào nhá. Đây, nổ máy ga rất là ngọt ngào, không vấn đề gì cả. Và em tiến hành đọc lỗi thì đây, không biết mọi người thấy nhìn rõ không, đây là cái phần mềm Senchi Diagnostic nhá, phần mềm chuẩn đoán chuyên của Mercedes-Benz. Thì đây là cái phần động cơ, mình quan tâm phần động cơ là phần L3/10, motor electric sim 271 là cái động cơ 271 nhá. Đây, động cơ 271 thì nó lỗi máy 1, máy 3, máy 4, máy 2, máy 3. Thì con này động cơ là 4 xi lanh thì nó lỗi cả 4. Đấy, thì lần cái video trước em đã quay, em đã bảo mọi người là cái động cơ lỗi mà thường thường mà bỏ phát nó bỏ hết cả 4 máy đấy, thì rất ít khi là bị buji mobin. Thì đây, rõ ràng nó báo injection coil nhá, từ máy 1 máy 4, nhưng mà thực chất đấy là không phải bị hộp, không phải bị buji mobin. Và các anh khách cũng đi kiểm tra rồi, thì anh có qua đây thì em sẽ tiến hành em xử lý hộp cho anh ấy nhá. 100% bao bệnh cho những cái trường hợp như này, từ máy 1 máy 4 và sáng lổ rất là rung giật tầm 10-15 phút rồi mới tắt đi nổ lại thì mới ok. Là xử lý trên hộp động cơ là 100% ok nhá, không phải thay thế thêm cái gì nữa. Thì giờ em sẽ tiến hành cho mọi người xem khoang động cơ của này. Động cơ 2.1 thì em quay nhiều nó cũng chẳng có gì, người xem nhiều nó cũng quen. Đây có lẫy nhá. Ok. Đây là động cơ 2.1 này. Xe đang lổ nhá, rất êm. Như đây thay mới mobil ở đâu rồi. Thế đây em không rõ phương tâm, nhưng máy đây hiện tại đang lổ rất là êm nhá. Còn đây là cái hộp động cơ, thì em sẽ xử lý những hộp động cơ này. Ok. Đây, tiện của anh chủ xe đây thì anh cũng tả qua là cái bệnh lúc anh bị không? À, cái này lúc sáng sớm máy nguội thì lổ nó rung lắc. Rung lắc đúng không anh? Và nếu mà mình cố tình đi ngay thì nó sẽ bỏ máy. Còn nếu mà mình đợi nó 15 phút sau nó nóng máy lên rồi, bắt đầu mình đi tắt đi và mình bật lại thì mới đi được. Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Hiện tượng chung của cái xe. Hiện tại thì nói chung là ổn rồi. Đấy, cái này thì ngon lành, em làm ngon lành cho anh, bảo hành cho anh 6 tháng và anh vô tư chạy. Và cái lúc mà nổ máy mà trong cái trạng thái mà lúc sáng sớm thì ga mà mạnh nên là nó hụt là nó chết máy. Vâng. Nó hụt, nó kêu thụt 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 là nó... Đúng rồi, yếu máy của anh ạ. Như kiểu yếu máy là chuẩn bị chết máy. Vâng, vâng, ok anh. Đấy, cái hiện tượng này là hiện tượng rất chung của các dòng C nhá.
hiện tượng rất chung của các dòng CVK 204 và dùng động cơ 271.